Có những thứ này ngày hôm nay mình xin phép giới thiệu đến mọi người ở đây. Đầu tiên là cái combo mắc khén hạt dổi này. Thì đây là cái gói 5 lạng mắc khén này. Đây. Gói này là gói 5 lạng mắc khén thì một combo của nó gồm 5 lạng mắc khén và 50 g hạt dổi. Đây, một cái combo của nó như thế này là 200.000. Cái ship của nó là 35 ngàn là tổng 235. Thì cái hạt dổi thì mọi người nên chọn cái hạt dổi nếp. Cái hạt nó nhỏ thôi. Thực ra nó không nhỏ mà nó bình thường. Cái hạt dổi to thì nó hơi mùi nó hơi hắc hơn. Đấy. Một ví dụ một combo như thế này là cả ship là 235 ngàn này. Đó. Đây là cái nhục thông dung này. Anh này anh ấy đặt một cái đơn, anh ấy ngâm nhiều thứ, anh ấy yêu cầu cho mỗi thứ một ít. Cái nhục thông dung này thì nó rơi vào 600.000 một cân, loại đen này tốt nhất. Đây là cái rễ mú tần thì mọi người cũng biết rồi. Đây, cái rễ mú tần, cái rễ thì màu hơi hướng nó hơi đỏ, đa số mọi người đặt rễ nhiều, có 100.000 đồng một cân thôi. Cái sản phẩm tiếp theo đó là cái kỷ tử. Kỷ tử đỏ đây là cái loại đẹp, loại tốt, nó rơi vào 250.000 đồng một cân. 250.000 đồng một cân loại kỷ tử đẹp này. Đó. Đây là một cái gói một cân. Còn ví dụ đây là cái gói hai lạng. Gói này là cái gói hai lạng. Mọi người có thể thấy là nó không có hạt đen, đỏ hết. Rất là đẹp. Cái kỷ tử này 250 một cân này. Còn cái ở đây là cái này gọi là cái ngưu tất. Cái ngưu tất này thì cái giá của nó là 200.000 một cân. Cái ngưu tất thì cũng nói chung là không phải đa số mọi người đều biết đâu. Cái này là một cái vị thuốc ở trong thuốc bắc. Đấy, cũng có nhiều người biết nhưng mà cũng nhiều người không biết cái ngưu tất này. Nó thuộc dòng sâm 200.000 một cân. Tiếp theo đây là cái ba kích khô. Ba kích khô này gói này hai lạng này. Đây là cái gói 5 lạng này. Cái ba kích khô này thì rơi vào 350.000 đồng một cân. Cái này đã được rút nõi về, chúng ta chỉ việc rửa sạch. Sau đó là để ráo nước thì chúng ta sẽ có thể ngâm được ngay. Đây là ba kích tím. Cái ngưu tất này thì có thể nghĩa là nó thường hay đi cùng với lại cái đỗ trọng này. Cái đỗ trọng này đây là cái loại cả, nghĩa là cái đỗ trọng nó là cái loại vỏ cây. Vỏ cây thì khi mà thái miếng ra thì nó kiểu hình sắc rắn đấy. Đó, nhưng mà cái loại này là của Việt Nam này. Cái loại này thì chưa được thái bằng máy thì anh này anh yêu cầu. Nhưng mà cái loại này thì lại đắt. Loại này khá là đắt. Thì nó rơi vào là khoảng 500.000 một ký. Thì đây là 2 lạng. Còn cái loại kia thì rẻ thôi. Chỉ có 200.000 một ký. Đó. Loại hình sắc rắn này chỉ có 200.000 một ký thôi. Cái sâm cau. Sâm cau ở đây là một. Cái này 2 lạng. 150.000 đồng một cân. Chuối hột rừng thì anh em có thể ngâm rượu uống rất là ngon. Mình ngâm mình uống nhậu cực kỳ ngon luôn, ngọt. Cái chuối hột rừng loại quả này thì 60.000 đồng một cân. Chuối thái miếng này nó rơi vào 45.000 một cân, rất là rẻ. Đấy, chuối hột thì có 3 loại, cả loại này nữa. Chuối Tây Nguyên này thì 90.000 một cân. Này. Quả chuối Tây Nguyên này thì nó sẽ ngọt hơn, thơm hơn một chút. Đây là cái lấm ngọc cẩu thì rơi vào 150 một cân bằng với sâm cau. Cái lá thìa canh này rất là tốt cho cái người mà bị tiểu đường, nên là ai bị tiểu đường thì có thể về mang mua về sử dụng. Cái thìa canh này ấy, thì nó giá là 80.000 đồng một cái gói này, cái phí ship thì tùy số cân. Ở đây mình có cái thớt 25 này cực kỳ đẹp, vẫn còn chưa có ai mua. Cái giá nó chỉ có 150 thôi. Anh em nào cần thì có thể liên hệ với mình. Cái này dày lắm. Dày gần 5 cơ, 4 rưỡi năm. Còn đây là cái
chai mật ong khoái mới rót ra. Cái mật ong rừng thì thường rót nó hay bị lên ga. Này có bọt. Đấy. Đây là mật khoái này. Cô này cô ở Hòa Bình có lấy 4 lít. Thì cái mật ong khoái này là 350.000 một lít này. Một lít nó khoảng tầm gần 1,4 cân. Còn cái lá dâm dương hoắc ở đây. Lá dâm dương hoắc này thì 300.000 một cân, loại nguyên lá. Ok. Đó là một số các cái mặt hàng mà mình review qua. Anh chị em cô chú có thể liên hệ mình mua hàng theo số 0947010585 hoặc là nhắn tin Zalo cũng 0947010585. Mọi chi tiết mình sẽ để ở phần mô tả. Xin cảm ơn các anh chị cô chú.